Xin chào các bác. Thì tiếp tục là em đang thi công một phòng karaoke. Phòng này có diện tích khoảng 26 m. Thì bác chủ phòng là rất chịu chi và đầu tư. Ở phòng này thì sử dụng đến 3 cặp loa full của CIS, đó chính là mã TVK12+, mã rất là cao cấp của hãng. Đấy, 3 cặp là 6 chiếc các bác nhá. Một chiếc xúc kép mã 218 của CIS. Con này thì siêu khủng, nó sử dụng từ 22 côn 115 các bác nhá. Siêu khủng con này phù hợp đánh ba vũ trường hoặc là đánh sâu sự kiện đám cưới. Thì tiếp tục cả một phòng này thì là có trị giá khoảng 150 triệu, ba cặp full, một chiếc xúc kép và tủ máy đầu việc KTD. Em sẽ quay chi tiết cho các bác. Đây là chiếc xúc kép nhá. Rồi nó hơi tối một tí, ở trong phòng này thì cũng chưa có điện. Đây, chiếc xúc kép đây. Chính hãng của CIS các bác nhá, chiếc xúc kép. Đây là tủ máy. Tủ máy thì gồm quản lý nguồn, mic, vang và hai con đẩy kinh 4.8 các bác nhá. Đẩy kinh 4.8 thì một chiếc xúc kép em chập một kênh, chập hai kênh vào em đánh xúc. Đấy, đầu Việt Ca 4T Onna. Đấy. Thì vừa xét xong thì bây giờ em sẽ đi cho các bác trải nghiệm cái chất âm của cái phòng này.
Yeah.